Xong, tống tiền. Ok. Ủa? Trả lại. Lấy không? Trả đây. Đi. Nếu có mùi cảnh sát, lo mà nhận xác bà ta đi. Mẹ, hôm nay con đưa mẹ đi siêu thị chơi nhá. Giám đốc, em chào giám đốc ạ. Đang anh đến đây hả em? Chủ nhật sao em không ở nhà nghỉ đi? Ngày nghỉ em chẳng biết làm gì cả. Em đến chơi cho bác vui ạ. Cuối tuần này em cũng đến. Mẹ anh chắc là vui lắm đấy. Bác có nói gì đâu mà anh biết bác vui. Đã 3 năm rồi, kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, chị gái anh thì mất, mẹ anh cũng như thế này. Hôm nay, mẹ anh cũng chẳng nói gì cả. Nhưng mà... Qua ánh mắt của bà, anh biết là bà đang vui, đang buồn chứ? À bác ơi, con có mua bánh mà bác thích ăn đấy. Ơi, bác ăn bánh đi. Mà anh ơi, anh đang định đi đâu ấy? Hay là anh cho em đi cùng với nhá? Anh nghĩ là chủ nhật, bây giờ muốn xung quanh với gia đình hơn. Thì đi với anh và bác, thì đó cũng chính là gia đình của em rồi. Chơi một chút nhé, đưa mẹ rửa tay đã. Mẹ, con đưa mẹ đi rửa tay nhé. Mẹ ăn bánh bẩn hết tay rồi. Ôi bác gái, bác cẩn thận ạ. Em đứng đây với mẹ anh nhé, để anh lấy xe. Dạ vâng ạ. Bác gái, bác có sao không ạ? Mẹ có sao không? Em có làm sao không? Em không sao anh ạ. Con ơi. Anh ơi, bác vừa nói kìa. Mẹ nói lại con nghe xem nào. Con ơi. Đã 3 năm rồi, kể từ vụ tai nạn ấy, đến ngày hôm nay mẹ anh mới nói lại đấy. Mẹ xin lỗi. Không, không phải lỗi của bác đâu ạ. Bác không sao, là chúng con yên tâm rồi ạ. Cảm ơn em đã luôn yêu thương mẹ anh như thế. Anh ơi, anh có thể cho em làm con của mẹ được không ạ? Chào người đẹp. Sao lại đến đây? Sao tôi không được đến? Tôi gọi điện cô không nhấc máy thì tôi phải đến thôi. Tôi bận. À, từ nữ thư ký, một bước lên làm vợ của giám đốc cho nên bận đúng không? Anh không nói giữ mồm giữ miệng chứ. Mẹ chồng tôi đang đứng ở đây. Con ngủ điên. Nó hiểu gì đâu mà phải lo. Đi ngay, ra đây.
nhưng số tiền 100 triệu cô nợ tôi ấy, bao giờ định trả đây? Thì anh phải thư thư cho tôi đấy chứ. Thư thư là đến bao giờ? Tôi nghĩ việc giúp cô từ một thư ký lên làm vợ của giám đốc ấy, thì số tiền 100 triệu là còn ít. Anh bị điên à? Tôi vừa mới làm vợ anh ấy một thời gian, làm sao mà vòi được một số tiền lớn như thế? Hay là để tôi nói cho, tôi sẽ kể với anh ta rằng cô đã nhờ tôi dàn cảnh vụ gây tai nạn để lấy lòng mẹ chồng bị thiểu năng. Thôi được rồi, tôi sẽ trả cho anh 100 triệu. Nhưng anh sẽ giúp tôi một chuyện này nữa. Sao? Bắt cóc, tống tiền, ok. Cô đèo thật. Thế mà vẫn có lúc tôi tưởng cô yêu quý mẹ chồng thật đấy. Tinh khôn còn chẳng yêu quý nổi, huống gì là thiểu năng. Thôi được rồi. Lấy không? Trả đây. Đi. Anh ơi, anh, mẹ đi đâu mất rồi anh ạ? Em bình tĩnh lại xem nào. Mẹ đi lúc nào em không biết à? Em vừa chạy vào trong nhà nấu cơm, xong quay ra không thấy mẹ đâu cả. Alo. Anh Hải phải không? Vâng, tôi Hải đây ạ. Ai đây ạ? Nếu anh muốn bà mẹ yêu quý của anh, bà mẹ nửa điên nửa khùng của anh quay về, thì chuẩn bị gấp 200 triệu cho tôi. Cậu nói sao cơ? 200 triệu á? Cậu bắt cóc mẹ tôi à? Nghe tiếng bà ta cho vui nhá. Mẹ bình tĩnh, mẹ đừng khóc. Con sẽ đón mẹ về mà, mẹ bình tĩnh nhá. Chiều nay không có tiền thì sẽ có người báo anh đến nhận xác mẹ anh. À quên, tôi không thích đàn ông đâu, nên mang tiền đến đây phải là phụ nữ. Còn nữa, nếu có mùi cảnh sát, lo mà nhận xác bà ta đi. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Tôi sẽ chuyển tiền đến cho cậu. Xin cậu đừng làm gì mẹ tôi cả. Anh vừa nói chuyện với ai thế? 200 triệu gì cơ? Mẹ bắt cóc rồi em ạ. Bắt cóc ạ? Em bình tĩnh. Bây giờ anh sẽ đi rút tiền. Em sẽ mang đi giao cho hắn. Hắn đòi đủ 200 triệu. Nếu không hắn sẽ giết mẹ. Vâng. Vì mẹ, vì sự an toàn của mẹ, em sẽ đi ạ. Cảm ơn em. Mình đi thôi. Mẹ ơi, mình về đến nhà rồi mẹ ạ. Anh ơi, anh đỡ mẹ vào đi, để em đi lấy lọ dầu. Mẹ ngồi đây mẹ. Con ơi. Con xem mẹ làm sao không nào? Bọn khốn nạn, chúng có dám đánh mẹ à? Ôi, mẹ ơi, để con xem. Chắc là do mẹ mình chạy bỏ trốn, xong rồi nó trói lại, nó đánh mẹ mình anh ạ. Mẹ ơi, con xin lỗi vì những lúc đau đớn này con không ở bên cạnh mẹ. Alo, người đẹp ạ. Đừng gọi nữa, kẻo bị phát hiện đấy. Này, tôi giúp cô kiếm được 200 triệu, bây giờ cô không định chia cho tôi à? Điên à? Tôi đã trả cho anh 100 triệu rồi. 100 triệu đấy là tiền cô trả nợ cho tôi, còn 100 triệu còn lại cô phải chia đôi cho tôi chứ. Đừng có được đằng chân, lần đằng đầu. Thank you.
Chào người đẹp. Tại sao anh dám đến đây? Cút ngay. Kìa, ăn nói với người đã giúp mình như thế là không được đâu đấy. Tại sao anh dám vào đây hả? Chúng ta còn chuyện phải nói với nhau đã. Giữa tôi và anh, chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau nữa cả. Sao lại không? Này, thế cái số tiền 100 triệu ấy, cô không định chia cho tôi à? Không. Mày là cái loại ăn cháo đa bát. Mày biết mày đang đứng ở đâu không à? Mày nghĩ mày ra tay với tao mà dễ à? Mày. Tất cả các bằng chứng tao đã thu thập hết rồi. Cả vụ mày gây tai nạn cho mẹ chồng tao, cả vụ mày bắt cóc tống tiền bà ấy. Khốn hồn thì cút ngay ra khỏi đây. Mày khốn nạn hơn tao tưởng đấy. Nếu không, bây giờ tao sẽ báo công an. Ôi, mẹ ơi, mẹ sao không? Mẹ ơi. Mày khốn nạn. Mày đi làm gì mẹ tao? Tao cho mày đi vào công an. Nếu mày cho tao lên công an thì mày phải cho cả con vợ mày đi nữa. Mày nói thế là sao? Bởi vì tất cả những việc gì xảy ra với mẹ mày đều là do con vợ mày chủ mưu. Từ việc gây tai nạn, nó gây tai nạn để lấy lòng mẹ con mày đấy. Còn việc bắt cóc là nó muốn chiếm đoạt số tiền của nhà mày. Nó là đứa đứng đầu, tao chỉ làm theo thôi, tao không biết gì cả. Là cô và nó đã kết hợp với nhau để lừa mẹ tôi đúng không? Cô buông mẹ ra. Buông ra. Mẹ ơi. Mẹ đứng lên mẹ. Anh ơi. Cô không xứng đáng để gọi mẹ. Mẹ đã tin tưởng cô, tưởng cô yêu thương bà thật lòng, coi cô như đứa con gái đã mất của bà. Không. Mà cô đối xử với bà thế à? Mẹ ơi. Xin lỗi. Quá muộn rồi. Cô động vào tôi còn có thể tha thứ cho cô, nhưng cô động vào mẹ tôi thì không bao giờ. Cô chờ một đối diện pháp luật đi.